Cái răng cửa, cái răng cửa. Cho súng răng luôn đi. Còn mình bút tay ra. Mày để tay vô. Đi chọn đi, đi chọn đi. À, còn 3 cái, còn 3 cái. Ôi, tôi sợ nó tăng ra. Rồi em bế Miu đi chứ. Chết. Không. Em đi chọn nào. Miu chơi An Giang rồi. Miu chơi An Giang, Miu cho ba chọn. Miu phải cho ba chọn chứ. Này chọn nè. Dạ. Bây giờ nó cắn. Sai. Ừ. Xe cho hùng dầu nữa. Là hỏi cực, là hỏi luôn. Để tôi Miu. Trọng tài nè. Trời ơi, trọng tài nằm luôn rồi. Xong tiếp tục đi chứ. Móc 3 cái nữa. 3 cái, còn 3 cái ở đây. Bấm đi. Để bấm trước. Tới Miu, tới Miu đi, tới Miu đi. Rồi, tiếp tục nha. Ai ghé đi là trọng tài. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Có mình ba làm hả? 1, 2. Còn mấy cái? Nhiều. Rồi. 3. Còn 2. Gần hết cái kỳ 3 đó. Nó hơn 10 phút. Cái răng này nha. Ba bắt coi. Ừ. Đi hai thôi nha kìa. Răng này. Rồi còn đừng nào? Đừng có cài. Ừ, hai cái. Chơi bấm. Dạ, chọn đúng cái răng đó luôn. Dạ, chọn đúng cái răng này. Hai hộp dầu đây. Hai hộp dầu đi. Dầu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấy, ngồi xuống. Mới chơi lại đó. Rồi, chuẩn bị. Sửa nó nha. 2 cho 2 hả? Mới quay ra đây nè, quay ra đây. Cái mẹ xin. Ai bấm trước. Tụi xì. 3, 2, 1, 3. 2. Tụi xì. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ai biêu trước, ai biêu trước. Đọc phần 3. Thôi đừng có cắn á. Ủa ba bấm rồi hả? Bi bấm gì quá trời vậy? Bấm cho nó đủ sao? Em đi thục dầu đi. Tình nguyện luôn rồi. Thấy người ta thua là ta tự thục dầu nha. Ba lúc nào không biết hết á. Còn biết luôn nè. Đúng rồi nha. Đang cười. Nó có 5 phút rồi. Hả? Mới có 5 phút à. Cái lưỡi nó nè. Vậy con chọn đúng rồi. Yeah, hai loại hả? Chọn cái nó coi giữ nó cắn thì tiền. Trời ơi, ai giành cái răng của hai rồi. Ừ. Ai giành hai cái răng của hai rồi. Rồi xong rồi đó. Thì hai. Hả? Còn 4 cái. Tài ơi.
tiếp tục thôi. Chơi tiếp. Ai trước đây? Hai trước. Bánh tù chơi đây. Hai đỏ bánh tù. Xì ra. Rồi. Ai thua sẽ bị hụt dầu á. Rồi. Ai thua sẽ bị. À, chị ai thua rồi. Ai hụt dầu. Ồ, bạn Bi Biêu chơi, à, các bạn Bi đã bị thua rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ai bấm trước, bạn Biêu không? Ơi, bà đi chị hai. Trên này, bạn Biêu làm gì? Tô. Xì. Con là hỷ hủ hả? Rồi. Hỷ hủ. 1, 2, 3. Nhớ tới nhà, ai mà chấm sai á là bị thua. Răng súng nè, chị hai bị rồi. Hai hộp dao, rồi xong che dù, rồi ngồi xuống, thấy không? Vậy hả? Một. Nó phải vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Che dù. Rồi ngồi xuống. Rồi, chuẩn bị nè. Có chắc chưa đọc lại. Bánh thù xì ra cái gì ra cái này. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bắt đầu. Nhớ, ai thù ở nhà, ai thù đã bị phạt. 2 hắn, 3 hắn. 3 hắn. Có thưởng cho ba. Sao nó có đăng này vậy? Sao Bi Bi chưa rồi, hôm nay chơi vui thế nhỉ? Rồi xong rồi, chuẩn bị nha. Răng cửa. Ba hắn. Răng cửa. Răng răng sâu. Răng sâu. Thôi. Hồi nãy cái răng này bị rồi. Để bấm lại coi. Bây giờ răng này đâu có bị nữa đâu. Bị rồi. Chính xác. Cây vô con. Không chơi cây nữa. Trước mặt đó, không chơi nữa đâu. Hụt dầu, mệt quá, hụt dầu ngoài à. Hai lần đi, hai. Ok, hai kìa. Nè, chuẩn bị nè, rồi chuẩn bị nha. Biêu vô luôn cho nó vui. Ba người luôn. Bi Biêu channel chơi với ba đi. Biêu với ba chơi đi. À. Rồi. Mày chọn nhiều cái hộp này. Yeah. Yeah. Các bạn nhớ subscribe cho kênh BB Channel nhé. Yeah. Để nhận người nhận video mới. À. Ba. Ba ơi. Đúng á. Ba lúc nào cũng chọn sai. Thì phải chọn đúng con mới hưởng cho ba. Ừ. Cái này. Ba đó bị dụ. Giờ làm gì? Rồi, mình chọn cái này. Cái này. À. Bà Biêu bấm ai? Biêu bấm à. Tao thắng gì? Biêu bấm cái thằng Biêu rút cái tay ra, Biêu bà rút lại vô. À. Em Biêu rút tay dễ lắm. À, giờ nữa rồi. Chơi lại coi. Chơi này vàng á. Chơi này vàng. Các bạn nhớ là cương thì á. Subscribe trên kênh BB Channel rồi nhé. Đúng rồi. Răng cửa đi. Răng cửa đây hả? Wow. Chắc kỳ vậy. À. Ơi, cắt nó miêu lộn rồi. Con cá nào lì lì ghê. Chuẩn bị hết chưa? Chuẩn bị hết. Lì quá. Cái mầm này lì ghê. Rồi. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn nha. Video cũng đã dài rồi. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Tạm biệt các bạn. À. Nhớ đăng ký kênh BB Channel để nhận được nhiều video mới nhất nha.